ông bảy tròn hả ba? À, ví dụ vậy. À, có là chữ cờ. Chữ cờ. Chơi chữ đờ đi, chơi chữ đờ đi. Hả? Đừng quay chim cả. Đây, xin mời nói thua cuộc ưu tiên và thua cuộc xin mời nói nằm ngõ. Bà ba. Cắn. Bà ba cắn ông bảy. Ông bảy sao? Bảy cầm bà ba. Ông bảy cầm bà ba. Bà ba sao? Hả? Bà ba cù ông bảy. Ông bảy cười. Ông bảy cười. Đúng rồi. Ông bảy cười. Ơi, mày đánh nó má ơi. Mày chiêu sẵn. Trời, cô mày chả cười, ông bảy cười. Ông ba là sao? Cấu. Cấu ông bảy sao? Kêu đâu? Không phải. Cấu. Đúng rồi, ông bảy cứu ba mà ba sao? Đâu? Cạp. Ba cấu ông bảy sao? Cạp. Ông bảy chết ba. Rồi hấp dẫn ra. Cao lên. Gì? Ông này chứ bà này la đâu. Ông bảy chính là ba lên trước ca. Hấp dẫn ba ca lên. Ông bảy sao? Cao ba. Ông ba sao? Ba cưới ông bảy luôn. Ba cưới. Cưới. Ba cưới ông bảy. Vỗ tay. Ông bảy cưới nào ba? Ông bảy cưới xong rồi cưới. Cưới mà ba. Ba cưới ông bảy cưới rồi ba. Đúng rồi, ông bảy có trách nhiệm quá. Rồi, tiếp tục bà ba sao? Cấm ông bảy. Bà ba. Cấm ông bảy. Bà ba cấm cửa ông bảy. Ông bảy sao? Cứu cả bà ba. Ông bảy cả bà ba. Tiếp tục bà ba sao? Bà sao? Năm. Bà ba cắt. Hả? Bà ba cắt ông bảy. Bà ba cắt cái gì? Cắt gì luôn. Cắt tóc. Bà ba cái gì? Cắt tóc. Bà ba cắt ông bảy sao? Cạp bà ba. Ông bảy cạp. Không chơi được cái gì nãy. Không lại đúng rồi. Cạp mà đâu có nó cắn đâu. Ông bảy cạp lại bà ba. Đúng rồi. Bà ba sao? Năm. Bà ba cùi chỏ ông bảy. Đúng rồi. Ông bảy sao? Năm. 4. Hả? Ông bảy cấp cân. Tiếp tục bà ba sao? Cấp cân năm. Bà ba cũng không còn ông bảy sao? Cân bà. Hả? Bà ba sao? Cân. Bà ba cần ông bảy. Ông bảy sao? Ông bảy cũng cần bà ba. Hả? Ông bảy cũng cần bà ba. Ông bảy cũng cần bà ba. Cũng cần. Thì dưới đây rồi. 5 4 3 2 2. Bà ba chê ông bảy. Bà ba chê ông bảy. Trời ơi. Anh sao mình làm sao đâu bà chê. Ông bảy trừ bà ba. Ông bảy trừ bà ba. Ông bảy chửi bà ba. Bà ba chọc ông bảy. Bà ba sao? Không. Bà ba chém đó hả? Bà ba chém ông bảy. Ông bảy chê luôn. Ông bảy chê bà ba. Chờ. Cái gì? Chờ. Ông bảy. Ôi sao đánh chê. Ông bảy chê. Chê bà ba chém. Rồi ông bảy chê bà ba sao? Ông bảy chạy. Ông bảy trúng bà ba. Quá đã. Nhiều rồi luôn anh. Phim rồi. Ông bảy cúng bà ba sao? Ném đi. 3. Bà chết đâu đừng có làm gì nữa. 4. Bà ba cãi tán.